là mong manh, rất là mong manh dễ vỡ, rất là dễ suy ra là em giận cô ấy một cái gì đó, maybe một cái câu nói hay là một cái gì đó đơn giản rất là nhỏ. Đầu tiên thì mọi người quan tâm nhiều nhất đó chính là Amy. Dạ. Mọi người hay gọi là cặp đôi gà bông của showbiz Việt. Yeah. Đây là lần hợp tác hình như là Lần thứ ba, thứ ba. thứ ba hay thứ tư? Dạ thứ ba. Thứ ba. Dạ. Cơ duyên lần này như thế nào? Lần này thì tại vì với cũng cái bà này muốn thì tụi em muốn hợp lại với nhau, tại vì cái bản hit đầu tiên của Amy, cái bài nhạc đầu tiên của Amy là vào 14 tháng 2 năm ngoái. Thì vào 14 tháng 2 năm nay bọn em muốn lại kết hợp lại với nhau để xem như là ăn mừng cũng như là có có thể dạ hợp tác Còn lại. lý do gì nữa Dạ. để mình chọn Amy không? Vì chất Dạ. giọng, vì phong cách làm việc hay vì tính tình hay như thế nào Dạ đó? đúng rồi, bởi vì cả 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 ba anh em làm việc rất là ăn ý với nhau, và những cái sự kết hợp và hồi trước thì nó đều là những đều thành công, cho nên là bọn em lại muốn tiếp tục bất cứ một cơ hội nào có thể bọn em đều muốn có hợp tác cùng với nhau. Và có thể gọi đây là một chàng trai Valentine, Dạ. đúng không ạ? Dạ. Hầu như là năm nào gần đây, những năm gần đây là đúng 14 tháng 2 là B-Ray sẽ cho ra một MV, một ca Dạ khúc. vâng. Dạ. Vì sao chọn 14 tháng 2 nào? Nó là một cái trò đùa. Lúc ban đầu là nó là một cái trò đùa giữa em với lại một người anh làm nhạc chung với nhau hồi trước. Thì hồi đó thì nó một bài nhạc kiểu viết về người yêu cũ mà một cách hơi sâu cay một chút xíu. Thì cho nên là và cái để chọn cái ngày ra thì bọn em chọn cái ngày 14 tháng 2 là cái ngày mà đáng lẽ là viết về người yêu. Cũng là người yêu đó, nhưng mà quan Dạ. trọng là mình viết cái gì thôi. Dạ đúng rồi, dạ Thì cho kiểu nên mà ví dụ một chàng trai đang yêu hạnh phúc, đang đi với bạn gái thì người ta sẽ nghĩ khác. Một chàng trai mà đang buồn vì tình yêu mà rơi vào ngày Valentine đó thì sẽ nghĩ khác, Dạ đúng đúng rồi. không ạ? Dạ và lúc đó bọn em thấy là trước giờ cũng không có nhiều người hát về cái sự đổ vỡ vào cái ngày 14 tháng 2 này, trong không trong khi rất là nhiều người cô đơn và rất Có lo là là liệu ra ca khúc đó thì có nhiều người nghe sẽ kiểu hơi cay không? Kiểu đồng cảm Yeah. rồi xong bắt đầu thấy cay hơn nữa. Vâng. Nhưng mà rồi những năm tiếp theo nữa thì vẫn quyết là ngày Dạ. Valentine sẽ ra một MV. Dạ đúng rồi, bởi vì những khi mà ra vào cái thời gian đó thì tức nó bỗng nhiên nó thành một cái trend, một cái gì đó của fan của em, họ rất là mong chờ vào cái ngày 14 tháng 2 sẽ có, thay vì là những người mà không có người yêu họ sẽ chờ đợi để được nghe cái bài nhạc đó vào ngày 14 tháng 2, Còn thì nó với thành một Do cái For Love phong lần đại này thì sao? hàng năm. Với Do For Love lần này thì nó khác với lại những lần trước. Dạ. Nhìn là sẽ biết khác ngay. Dạ đúng rồi, bởi vì actually là cái chính của năm nay là cái album. Dạ, và cái album đi kèm cùng với lại cái MV này thì khi mà nghe cả một cái album thì sẽ thấy nó có một cái concept nhiều hơn là chỉ là bài Do For Love. Dạ. Thì bởi vì cái concept mà em về nói về người yêu cũ mà những năm vừa rồi thì với Exit Me thì em có nói là em đã dừng không có nói tới chủ đề đó nữa. Dạ, cho nên năm nay là một concept hoàn toàn khác. Còn với album thì sao? Với Loser to Lover. Dạ vâng. Với album thì nó focus vào lý do em ra vào 14 tháng 2 bởi vì nó cả cái chủ đề của cái album là về tình yêu. Nhưng mà không phải là tình yêu chỉ đơn thuần như Do For Love là chỉ tình yêu trai gái, mà nó còn là tình yêu giữa bố mẹ con cái và nói chung là về tình yêu trong cuộc sống. Và từ nãy giờ thì lúc nãy mình cũng mới nhắc tới Amy, thì Dạ. cũng có bạn đặt câu hỏi ở đây rằng là từ đó giờ khi mà phỏng vấn anh B-Ray thì toàn nghe anh ấy nói Amy dễ thương các kiểu, nhưng Yeah. mà chưa bao giờ nghe anh ấy kể về tật xấu của cô nàng này. Bữa nay ngay chương trình đây, không có Amy mình kể luôn được không? Ba sản phẩm mình hợp tác với nhau rồi, Dạ. có tật xấu gì theo B-Ray thấy ở Amy? Vâng, với Amy thì thực sự là tật xấu thì cô bé đấy không có nhiều tật xấu, chỉ có là rất là nhờ có cái này em cũng có nói hồi hồi trước rồi, thì cô ấy rất là mong manh, rất là mong manh dễ vỡ, rất là dễ suy ra là em giận cô ấy một cái gì đó, maybe một cái câu nói hay là một cái gì đó đơn giản rất là nhỏ, như là có một lần là đăng một bức ảnh lên rồi tag vào thì
có hiện lên trên tường của em. Thì sau đó thì anh quản lý của Amy có thay đổi cái tấm hình đó thành một tấm hình khác. Yeah. Thì nó bị mất cái tag đi. Thì cô bé cả một đêm suy nghĩ, thức thức cả đêm cho tới sáng thì gọi nó là: anh ơi, anh có giận gì em không? Tại sao anh sao bức ảnh của em bị rớt mất cái bị mất khỏi cái trang của anh rồi? Thì lúc đó mới ô đâu có gì đâu, anh không biết tại sao, thì anh không có để ý đến. Thì cô gia Emmy là một người rất là mong manh dễ vỡ. Mong manh. Dạ. Còn điều gì nữa không? Nhưng mà khoan, ở cái khoảng mong manh thì Bảo muốn hỏi thêm một chút. Dạ. Là tại vì không biết quý vị khán giả có đồng ý với Bảo một điều hay không, nhưng mà khi một người nào đó quan trọng đối với mình thì cảm giác mình sẽ nhạy cảm lắm. Khi mà người ta có cái gì đó khác thường hay cái biểu hiện gì đó là mình sẽ cảm giác là mình sẽ bắt đầu lo lắng, mình sợ cái này cái kia. Dạ. Vậy thì hỏi sâu hơn một tí, B-Ray với Amy như thế nào mà cô ấy lại sợ B-Ray giận đến như vậy? Amy với em là hai anh em thân với nhau, thân thiết. Dạ, hai anh em tốt, làm việc với nhau. Dạ, đúng. Mà kiểu là Amy có luôn sợ B-Ray giận không? Không, em không nghĩ là luôn ấy. Nhưng mà em, cô bé cũng rất là, dạ, như em nói là rất là mong manh. Còn ngược lại thì sao? Dạ. Còn ngược lại? Em thì cũng rất là ấy, thì em cũng xem Emmy như em gái, thì như là ấy thì em cũng rất là vô tư và vẫn hay hỏi thăm em có khỏe, công việc như thế nào, có stress. Và cô bé cũng hay, Emmy rất là hay tâm sự với em. Yeah. Về những cái stress công việc. Yeah. Và là hầu như những cái sản phẩm mà khi mà Emmy ra mắt. Yeah. Thì B-Ray đều quan tâm, đều biết đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và hình như là tối ngày hôm qua thì cô nàng này vừa ra một bản dance. Dạ đúng. Cho cái khúc này. Dạ. Ngay bây giờ đây, ngay đầu chương trình này, mình gửi một đoạn trong Do For Love đến quý vị khán giả. Dạ. Nhưng mà cùng với đó là nhảy một đoạn giống như Amy được không? Dạ không. Thử đi nào. Em không được. Hoặc là bây giờ không cần giống đâu. Không cần giống đâu, một phiên bản dance. Yeah. Nhưng mà không cần phải nhảy giống Amy. Dạ, có lẽ là em sẽ không làm được. Đấy là lý do tại sao năm ngoái thì Exit Me em có góp mặt vào cái phiên bản dance. Yeah. Và sau cái phiên bản đó thì em đã hứa với lòng và hứa với các fan hâm mộ của em là em sẽ không nhảy nữa. Vì sao? Vì sao mà hứa với lòng mà không nhảy? Bởi vì em nhảy quá tệ ạ. Nhưng mà biết rất đâu là tệ. Đôi khi cái gì đó nó không chuyên lắm thì với những người hâm mộ mình, người ta phải thấy điều đó là dễ thương. Yeah. Bây giờ mình không cần nhảy thôi. Bây giờ ở đây B-Ray thể hiện ca khúc động tác tay thôi, được không? Dạ. Yeah. Với những động tác tay thôi, ngồi tại chỗ, không cần phải đứng dậy, không cần phải hình thể. Dạ. Yeah. Và bây giờ mình sẽ gửi một đoạn Do For Love đến quý vị khán giả nha. Dạ. Yeah. Xin mời B-Ray. Mà bây giờ đặc biệt cái chương trình này là bây giờ ngày hôm nay là anh sắp xếp bây giờ mình hát chay luôn. Chơi không? Dạ. Yeah. Chắc em sẽ rap một rap một đoạn. Ok, nhớ là có động tác tay ở trong đó nha. Dạ vâng, dạ. Ok, rồi, xin mời B-Ray. Nào cũng hay. Dạ. Ô thì mình có nhạc không á? Nếu bây giờ thử hát chay thì sao? Dạ. Nếu bây giờ thử hát chay luôn thì sao? Không nhạc. Với rap nó khác với hát ấy. Tại vì nếu mà có nhịp thì em mới có. Nhưng mà đã bao giờ B-Ray rap nhưng mà không có nhạc chưa? Dạ không. Vậy lần đầu tiên thử tại đây được không? Dạ. Một đoạn ngắn thôi. Dạ nghe nó sẽ rất là kỳ. Dạ. Nhưng mà tại vì trong chương trình này thì sẽ có một vài, nếu mà âm thanh xuất hiện á thì nó sẽ dính tới yếu tố bản quyền nữa. Yeah. Mà bây giờ cái live trực tiếp này đang nói chuyện với khán giả ở đây, lỡ nó ngắt ngang một xíu thì một lát các bạn xem thì cũng mất vui. Yeah. Chứ như vậy thì như nào nhỉ? Hoặc là bây giờ mình sẽ mở thật ý nhỏ. Là, mình sẽ mở mình thật có thể nhỏ. Mở cái bài Do For Love của em thì nó sẽ không bị bản quyền. Nhưng mà nếu như mà cái âm thanh đủ cho em nghe thì sao? Yeah. Bên tai thôi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Hoặc là có thể bây giờ đây thì sẽ mượn cái tai nghe. Sẽ có một cái tai nghe cho cho B-Ray được không? Dạ, chắc cho em từ chối là vậy. Ok, vậy thì bây giờ có một cách nữa, ca khúc này các bạn lên YouTube search Do For Love ra cày view tiếp. Dạ. Rồi, nhưng mà cái quan trọng rằng là ở đây từ chối là một chút nữa sẽ có phạt. Dạ. Ở đây từ chối là một chút nữa sẽ có phạt. Rồi. Rồi.